Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kỹ năng đọc hiểu đầu tiên, đó là kỹ năng hiểu phát ngôn. Hiểu phát ngôn là như thế nào? Trước tiên chúng ta hãy nghe tình huống và sau đó thì chúng ta sẽ chọn một trong ba đáp án, xem đáp án nào, cái câu cai hoa, câu hội thoại nào phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Được chưa nhỉ? Cụ thể, bài học ngày hôm nay sẽ gồm những phần nào? Thứ nhất, chúng ta sẽ có 5 phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm thế nào để hiểu được tình huống đó. Thứ hai là chúng ta học những cái mẫu câu, những cái cách xin phép, cách nhờ vả, rồi cách thông báo đề nghị, đúng không? Rồi thì những câu chào hỏi cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng nhau bước ngay vào bài học đầu tiên. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau nghe bài này xem như thế nào nhé. Ok. Nội dung của cái bài học ngày hôm nay đó chính là câu 4 đúng không nhỉ? Và nó như thế nào nhỉ? この問題、bây giờ mình cho các bạn. 2. この問題では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。だから、なんだ。trong cái bài này。美容院で。ちょっと。trong cái bài này, đúng không? Chúng ta cùng nhau xem cái bức tranh này。Xem cái bức tranh này và cùng nhau nghe câu hỏi. Cái người mà người ta để cái mũi tên chỉ mũi tên này thì người ấy sẽ nói gì? Và chúng ta hãy chọn một đáp án thì nhỉ, tốt nhất từ trong đáp án thứ 1, từ trong đáp án thứ 1, 2, 3. Được chưa nào? Chúng ta cùng nghe nhé. Đấy. 美容院で写真を見せてカットを頼みます。何と言いますか ?1 この写真見てもいいですか?2 この写真のようにしてください。3この写真、お願いします。Thế chứ nhỉ? Các bạn có hiểu tình huống của bài này hôm nay không? Của bài này không nhỉ? Đây, tình huống đây. Bioin là thẩm mỹ viện. Sashin o misete katto tanomimasu. Tức là mình sẽ cho xem bức ảnh và nhờ người ta cắt tóc hộ, đúng không? Khi đó thì chúng ta phải nhờ như thế nào, sẽ nói như thế nào? Nanto imasu ka? Nói gì, đúng không? Thì câu đầu tiên, kono shashin o mite mo ii desu ka? Tức là tiếng Việt sẽ là như thế nào nhỉ? Em xem cái bức tranh này có được không? Chả liên quan thì nó mình đang nhờ cắt tóc, em xem cái bức tranh này được không? Câu thứ hai, kono shashin o you ni shite kudasai, đúng không? Cái câu này, đây, còn câu thứ ba, kono shashin onegai shimasu. Câu thứ hai là câu đúng, bởi vì ý nghĩa của nó là hãy làm giống như cái bức ảnh này cho em. Thì nhá, kono shashin no you ni shite kudasai. Câu thứ ba, kono shashin onegai shimasu. Tức là làm ơn cho em cái bức ảnh này. Thế là đáp án 2, đấy chứ nhỉ? Cái mẫu, cái dạng bài tập này, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu được câu văn tình huống đã, đúng không nào? Ở đây thì mình đưa ra một vài câu văn tình huống để chúng ta cùng dịch, để chúng ta làm quen nhỉ nhá. Hầu hết những câu văn tình huống thường nó có dạng gì nhỉ? Moraitai, chikaitai, hoshi, tất cả moraitai ですね. Muốn cái gì đó. Câu 1. Kanji no yomikata o tomodachi ni oshiete moraitai desu. Oshiete moraitai desu. Tức là gì đấy? Tôi muốn moraitai. Tôi muốn được bạn tôi chỉ cho. Muốn ai, không phải nói ngay. Muốn bạn tôi chỉ cho gì? Cách đọc của chữ kanji này. Được chưa? Các bạn nhớ nhé. Trong văn này thì nó không viết là watashi wa, tức là nhé. Thì là tôi muốn, không có chữ tôi ở đây đúng không? Nhưng mà chúng ta moraitai là hiểu như thế. Rồi, câu hỏi thứ hai. Tomodachi no uchi no toire o tsukaitai desu. Đúng không? Tôi muốn sử dụng toilet nhà của đứa bạn tôi, tức là mình đến nhà của bạn mình chơi đúng không, xong mình muốn đi nhỉ, đi toilet đúng không, thì mình sẽ nói như thế nào? Mày ơi, tao sử dụng toilet được không, hay cho tao mượn toilet được không? Mày ơi, tao buồn quá đúng không, tao muốn đi toilet chẳng hạn, đúng không? Có rất nhiều cách nói. Thứ ba, shokudo de chính là tonari desu ne, tonari no sekki no hito ni shoyu o totte hoshii desu. Totte hoshii là gì? Lấy hộ tôi muốn lấy hộ tôi. Muốn ai? Muốn cái người ngồi bên cạnh ở bên trong phòng ăn á, bên trong phòng ăn đúng không? Muốn cái người ở bên cạnh lấy cho mình lọ soyu, lọ xì dầu này.
không? Thì nên tôi mà anh lấy hộ em cái lọ xì dầu cái. Đấy, cách nói như thế nào thì các bạn sẽ phải hiểu đúng không? Tí nữa mình sẽ giải thích tiếp. À. Tiếp theo. 商品の説明がわからなかったので店の人にもう一度説明してもらいたいです。 Mình không hiểu cái giải thích về cái sản phẩm này. Do đó, mình muốn もらいたい. Mình muốn người trong quán đó giải thích lại cho mình một lần nữa, đúng không? Thì mình sẽ nói như nào? もう一度説明していただけませんか? Đúng không? Hay là 綺麗な着物を着ている人の写真を撮りたいんです. Tôi muốn chụp một bức ảnh, đúng không? Của người đang mặc kimono rất là đẹp kia, đúng không? Tiếp theo, 机を動かす là gì? Dịch chuyển, đúng không? 動かすので近くの人に手伝ってほしいです. Tức là gì? Tôi muốn, bởi vì tôi thì nhỏ muốn dịch chuyển cái bàn này nên tôi muốn người ở bên cạnh để giúp đỡ tôi, được chưa? Hay là bây giờ mình đến Tosho Càng đúng không? Mình muốn nghiên cứu về lịch sử của Nhật Bản, mình sẽ hỏi cái chị mà đang làm ở ngoài cửa, chị gì? Văn Thư đấy, đúng không? Thì mình sẽ nói là chị ơi, em muốn tìm hiểu về lịch sử của Nhật Bản, đúng không? Tosho Càng để Nihon no rekishi nitsuite shirabetai desu. Tình huống thì có rất là nhiều. Chủ yếu là nhờ bạn hay là xin phép hay làm cái điều gì đó. Vâng, chúng mình cũng đi tiếp. Phần thứ hai đó là phần xin phép, đúng không? Về các mẫu câu xin phép. Thì bây giờ trong sơ cấp hay là trong đại ba chúng ta cũng đã học rồi. Trước tiên trong sơ cấp khi mà xin phép ai đó thì mình sẽ nói như thế nào? Ví dụ em ăn cái này được không, đúng không? Em uống cái này được không? Rồi thì em mượn cái này được không, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng dạng là gì nhỉ?
Được chưa? Kiku tức là hỏi. Khi em muốn hỏi okikistain desu ga, cho em muốn hỏi cái này cái, đúng không? Hay là oshiete itadakitain desu ga, có nghĩa là gì nhỉ? Anh có thể bảo cho em được không? Hai cái động từ. Còn mấy động từ morao kure du, itadaku kudasaru, không có vấn đề gì cả. Chúng ta chỉ cần nhớ hiểu thêm một cách sử dụng của hai cái động từ này đây này. Đấy, trong thi có khả năng nó sẽ ra nên là các bạn phải nhớ nhé nhá. Thứ nhất, azukeru. Azukeru có nghĩa là gửi. Mình gửi ai nó cái gì đó, đúng không? Trong bài 7 chúng ta đã học rồi đúng không? À, tặng ai đó cái gì đó, bây giờ là gửi cho ai đó cái gì đó. Thì là dùng okurimasu rồi đúng không? Thì bây giờ thì nhỉ? Azukeru cũng tương đương với là gửi. Nimotsu o azuketai desu ga, tôi muốn gửi một chút đồ. Được chưa nào? Okurimasu tức là gửi đi đâu đó, một nơi xa nhỉ nhá. Còn azukeru tức là gửi ngay đây bây giờ tôi gửi. Được chưa nào? Azuketai dakedo azuketai desu ga. Được chưa nào? Thế này gửi nhá. Còn azukaru, azukaru là giữ hộ. Giữ tức là anh giữ hành lý dùng tôi có được không, thì phải bao giờ phải chia te kureru, kurenai, moraeru, moraenai, itadakemasen ka? Nhớ chưa? Azukatte moraemasen ka? Azukatte hoshin desu ga, azukatte itadakemasen ka? Như trong bài này. Được chưa nào? Nhớ nhá. Hai động từ kariru, kasu và azukeru, azukaru. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, khi mà đưa ra thông báo đề nghị, nói cái này nó cũng chưa chuẩn lắm. Khi mà đưa ra một cái thông điệp nào đó thì hợp lý hơn. Thông điệp là gì nhỉ? Bạn đánh rơi cái khăn mùi xoa gì kìa, thì bao giờ động từ cuối câu mà tayo masio masio teriyo tất cả nhá. Đây này, hankachi ochimashita yo. Được chưa nào? Kasa wasurete masio. Quên để ok. Kaban ga aitemasu yo. Tức là gì nhỉ? Cặp ma hở gì kia, đúng không? Cặp hở. Hay là gì nhỉ? Fuku ni nani ka tsuite deyo. Fuku ni nani ka tsuite deyo. Là gì đây? Trên áo anh dính gì kìa? Còn khi mà chúng ta để dạng như masoka hay là masoka đúng không? Ví dụ techirai masoka, em giúp anh nhé. Còn đề nghị đúng không? Thôi để em giúp cho. Techirai masoka, em giúp nhé. Thì trong văn nói thì khi mà bạn bè dùng xã thì người ta dùng dạng ngắn á, chia về dạng ý chí. Trong bài 24 chúng ta là yoto omo, yoto omo, nhớ nhá. Thì chúng ta sẽ chia về dạng yo 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 o o o đấy nhá. Ví dụ isso ni, cái này là gì đây? Hakobo ka. Anh bê cùng nhá. Hakobo ka. Kore matte ikimasu ne, motte ikimasu ne, motsu, motte ikimasu ne. Cái này mang đi nhá. Mà đi nhé 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 nè 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 nè. Tasuke katazuke de isso ni yarimasu yo. Tức là gì nhỉ? Dọn dẹp thì anh sẽ làm cùng em mà. Isso ni yarimasu yo. Được chưa? Các bạn nhớ tại yếu đời thông báo này nhé. Những cái này trong văn nói đời thường chúng ta cũng sử dụng nhiều, đến khi nghe thì nó quá là đơn giản. Nhớ là nó không có chủ ngữ nên là chúng ta gì nhỉ? Phải sử dụng không có chủ ngữ cho nó quen đi nhé chưa? Ví dụ anh để quên đồ thì không bao giờ có chữ anh nữa nhá. Kasa wasurete masu yo. Masu là chữ anh rồi nhá. Nếu mà wasureta dạng ngắn nữa thì là quên đồ kìa, không có chủ ngữ gì cả, thì chúng ta phải hiểu nhá chưa? Không là mất điểm đấy, hơi phí đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe nhé. Nghe cái bài này, các bạn xem là mình sẽ làm đúng được bao nhiêu câu trong phần này nhá. Ok. Lenshu 3 1 教室の窓が開きません。何と言いますか?1 窓を開けてもよろしいでしょうか?2 この窓開かないんですが3この窓開けませんか?2 会社で他の人がたくさん荷物を持っています。何と言いますか1. 荷物持ってあげますか?2. 荷物持ったらいいですか?3. 荷物持ちましょうか?3. 友達のシャツがソースで汚れています。何と言いますか?1. シャツにソースがついていますよ。2.
ソースはそこにありますよ。3. シャツにソースがつきますよ。4. レストランで自分のスプーンが落ちました。店の人に何と言いますか？ 1. スプーン落ちましたよ。2. スプーン落としちゃったんですが。3. スプーン持ってきてもいいですか？5. 会社で他の人の仕事を手伝います。何と言いますか？ 1. 手伝っていただきます。2. お手伝いしますよ。3. お手伝いしませんか？ 6. 電車の中にカバンを忘れました。駅員に何と言いますか？ 1. 電車の中にカバンを忘れていますよ。2. 電車の中にカバンがありますか？ 3. 電車の中に忘れ物をしたんですけど。 7. 今日は図書館は休みです。図書館に行こうとしている友達に何と言いますか？ 1. 今日は図書館は閉まってるよ。 2. 今日は図書館で休んでるよ。 3. 図書館閉まると思うよ。 8. 前を歩いている人の手袋を拾いました。何と言いますか？ 1. これは手袋ですよ。2. 手袋落としましたよ。 3. 手袋拾ったらどうですか？ Rồi, các bạn nghe xong chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ đưa ra đáp án cho các bạn. Câu 1 là đáp án 2. Câu 2 là đáp án 3. Đáp án 1. Đáp án 2. 2. 3. 1. Và 2. Các bạn đã làm được 100% không? Mình sẽ vỗ tay hoan hô tất cả các bạn đã làm đúng 100%. Và vỗ tay không vỗ tay, các bạn chưa làm đúng. Tiếp theo, đó là gì nhỉ? Những câu văn gọi là gì nhỉ? Trong những tình huống này chắc chắn là chúng ta phải sử dụng những câu này. Nên là những câu này thì chúng ta nên học thuộc để cho nhớ. Được chưa nào? Và khi nghe người ta giải thích tình huống này thì chúng ta sẽ biết được cái câu trả lời của nó là gì. Giải thích tình huống đúng không? Ví dụ câu đầu tiên: 会社で他の人より自分が先に帰ります. Câu này là gì? Ở công ty khi mà mình, 自分 là mình về trước, sakini về trước người khác, hokanoito về sớm hơn người khác này, nhớ nhá. Thì khi đó chúng ta sẽ nói là osakini stressmas, chưa nào? Hay là kaisa de hokanoito ga jibun yori sakini kaerimas. Tức là công ty một người khác, chủ ngữ, các bạn đọc dịch chủ ngữ này, một người khác nào đó về trước mình, thì mình khi đó mình sẽ nói là otsukaresama deshita, được chưa? Hay là gì đấy? Khi mà vào nhà một ai đó, hoka no hito no uchi ni haerimasu, osamashimasu. Khi mà rời khỏi nhà ai đó, osamashimasta. Tức là chúng ta chia về dạng quá khứ, nhớ chưa? Tiếp theo, hoka no hito no uchi ni kitakoto shirasemasu. Tức là thông báo cho người nào đó khi mà mình đến. Tức là gõ cửa đấy. Có ai nhà không? Comment kudasai desu ne. Sensei ni ima no ima kara hanaseru ka dou ka kikimasu. Tức là gì nhỉ? Mình sẽ hỏi thử thầy giáo xem là bây giờ thầy có thể nói chuyện được không? Hanaseru. Ojikan arimasu ka? Thầy có thời gian không ạ? Ima chotto yoroshii desho ka? Bây giờ em nhờ một chút được không ạ? Chotto yoroshii desho ka? Chưa nào? Tiếp theo, sensei ni shitsumon shitai desu. Nghĩa là gì nhỉ? Mình muốn hỏi thầy giáo shitsumon ga arun desu ga? Được chưa nào? Hay là gì? Ukechike no hito ni shitsumon shitai koto ga arimasu. Khi mà bạn muốn có một câu hỏi cho một người đang làm ở quầy tiếp tân đúng không, thì mình sẽ nói là ukagaitai desu ga. Ukagaitai desu ga. Em muốn hỏi cái này bởi vì ukagao là gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ của kiku, thấy chưa?
Nên là khi đó nó tương đương với shichimon, được chưa nào? Shichimon. Hay là gì đây? Osewa ni natta hito ni hisashiburi ni aimasta. Hisashiburi lâu ngày không gặp người mà thế nào đây mà đã giúp đỡ mình. Osewa ni natta hito, người đã giúp đỡ mình nhé. Thì khi đó trong sơ cấp thì như các thầy cô giáo kiểu gì cũng dạy các bạn cái câu là o hisashiburi desu, o genki desu ka, đúng không? Nên là ba. Hoặc là trong giao tiếp thì người ta hay dùng chữ gobusata shite orimasu, lâu lắm rồi không gặp anh, đúng không? Gobusata shite orimasu. Câu tiếp theo, byouki no hito to wakaremasu, đúng không nào? Khi mà chúng ta gì nhỉ, chia tay cái người mà đang bị ốm á, đúng không, thì chúng ta sẽ nói một câu là o daiji ni, anh gì nhỉ, giữ gìn sức khỏe nhé, mong lành bệnh nhé, đúng không? Hay là gì đây, khi mà chúng ta muốn gì nhỉ, mời khách ngồi chẳng hạn, ngồi xuống ghế, đúng không, thì chúng ta sẽ dùng dozo okake kudasai, dozo okake kudasai, đúng không? Đây là kính ngữ của suwaru nhé. Thế nào, okekusan ni tabemono ya nomimono o susumemasu, khi mà muốn mời gì nhỉ, khách đồ uống hay là đồ ăn, đúng không? Okuchi ni ao ka dou ka, không biết là có hợp miệng anh không, các đọc của mình okuchi ni ao ka dou ka, đúng không? Hay tiếp theo, senpai ga jibun o matte imashita, đúng không? Tức là khi mà senpai thì đứng đợi mình, đúng không, thì mình phải nói câu là ôi xin lỗi đã phải để anh đợi, sumimasen omatase shimashita, đúng không? Hay là trong quán ăn chẳng hạn, mình bắt khách phải đợi thì mình phải nói câu này khi mà chúng ta bê đồ ăn ra, xin lỗi đã lại để quý khách đợi lâu, đúng không? Taihen omatase itashimashita. Thế nào? Kore kara nagai aida awanai hito to wakareru, tức là gì ạ? Kể từ bây giờ chắc là một khoảng thời gian dài nữa thì mình, khi mà mình chia tay với một người mà trong khoảng thời gian dài từ nay về sau không gặp, đúng không, thì chúng ta sẽ nói là o genki de, đúng không, o genki de, được chưa nào? Hay là gì nhỉ, gặp một người nào đó chuẩn bị đi du lịch chẳng hạn thì mình nói là câu o kiyotsuke de, anh cẩn thận nhé, được chưa, o kiyotsuke de, được chưa nào? Đấy, bài học của chúng ta có 5 phần như vậy. Đây là phần thứ 5, đúng không? Phần thứ 5 có nghĩa là tương đương với là phần gì đây? Những câu chào hỏi thông thường, đúng không? Tình huống cụ thể. Bây giờ một vài phần thêm, bây giờ mình cho thêm vào để các bạn còn hiểu rõ hơn. Ví dụ trong thi nhỡ đâu nó xảy ra những phần này như thế này thì chúng ta phải làm, chúng ta phải biết được. Thứ nhất là khi mà chúng ta muốn hỏi một cái phương pháp cách thức nào đó, đúng không? Làm thế nào để đi được đến Tokyo bây giờ, đúng không? Bây giờ bạn muốn Tokyo, bạn sẽ hỏi, ví dụ câu hỏi tình huống của nó là bây giờ bạn muốn Tokyo thì bạn sẽ nói như thế nào? Nó người ta có câu là Tokyo ni ikitai desu ga do ikeba ii deshou ka, hay là do ittara ii deshou ka, được chưa nào? Hay là mình có một đồ ăn mới, đúng không, đồ ăn Nhật Bản, nhưng mà mình không biết cách ăn của cái món đồ ăn này thì mình hỏi là làm thế nào để ăn cái này được bây giờ, hay là em chẳng biết cách ăn cái này đâu ạ, đúng không? Kore tabekata ga wakaranai desu ga, đúng không? Tabekata wakaranai desu ga, wakaranai desu kedo, hay là kore o tabetai desu ga, kore o tabetai desu kedo, được chưa nào? Ok. Đấy. Em muốn ăn cái này quá mà không biết cách, wakaranai desu, được chưa nào? Hay là gì nhỉ, khi mà đánh tiếng ai đó mong muốn người ta được giúp đỡ thì stan desu ga, stan desu ga, hay là cái gì đó desu ga, desu kedo, là người ta sẽ hiểu thôi, được chưa nào? Ví dụ wasuremono o stan desu ga, à, anh ơi em quên đồ mất rồi, thì phải làm thế nào đó, đúng không, thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Aircon ga gokanai desu ga, điều hòa không chạy nhỉ, đúng không? Trong khi mình nói là điều hòa không chạy nhỉ thì người ta sẽ phải làm gì đó giúp đỡ mình, à để anh xem lại xem nào, hay là gì nhỉ, mình đang ngồi trong phòng chẳng hạn, đúng không, trời lạnh quá, đúng không, thì mình bảo là à chotto samui desu ga, thế là người kia tự nhiên bật điều hòa cho mình luôn, à dạ aircon o tsukemasu ne, đúng không? Hay là gì nhỉ, điện bị tắt rồi, đúng không, denki ga tsukanai desu ga, đúng không, denki ga tsukanai desu ga, denki ga tsukanai desu ga, thì người kia sẽ làm gì nhỉ, bật điện cho mình, đấy chứ nào, có điện trả sáng nha, mình bật điện cho, hay là nếu mà nó hỏng thì anh sửa cho, đấy chứ nào. Vâng, clip số 1 của chúng ta đã kết thúc tại đây và chúng ta cùng nhau bước vào clip số 2 nhé.